Dân chơi Hà Thành những năm Pháp thuộc, không ai là không biết đến giai thoại cô bé Tí, Betty, người không chỉ giàu ngang ngửa cô Tư Hồng, mà còn là người cặp với nhiều quan chức người Pháp nhất thời bấy giờ. Chủ báo Henri de Macias là người thu thập tư liệu để viết về cuộc đời ly kỳ của bà chủ tiên với nhan đề La vie merveilleuse de Betty la Tonkinoise. Độc giả trong và ngoài nước hẳn ai cũng biết Betty là phiên âm tiếng Anh Anglais của cô bé Tí hàng bạc. Betty là cô gái nhà quê, được bố mẹ nuôi là công sứ Hưng Yên dạy cho tiếng Pháp truyền khẩu. Thế nên chỉ 5-6 năm sau đã thông thạo Pháp ngữ. Các quan thầy không chỉ mê mệt Betty vì vẻ đẹp. Macias so sánh nàng thơm tho, ngon lành như múi mít chín mọng, mà còn thông minh, nhiều fan khiến họ phải đau đầu vì những câu hỏi hóc búa. Cái giá trị của Betty nằm ở chỗ đó, vì hầu như ở xứ An Nam ít người thạo tiếng Pháp như cô. Cuộc đời Betty là cả một huyền thoại đánh dấu bởi những cuộc phiêu lưu đầy kịch tính. Nàng là con út trong một gia đình ba con, cha làm đề lạc, bị thất lạc cha từ nhỏ, bé thành con cưng của vợ chồng viên công sứ Hưng Yên J. Simoni với tên Tây là Felicie. Bà công sứ nguyên con gái viên chánh tổng ở Cầu Ngàng, vì hiếm hoi nên rất quý chiều cô bé, cử một cô khâu đứng tuổi phục dịch, chăm sóc bé và một con hầu nhỏ làm bạn chơi đùa. Viên công sứ còn sai một thầy dạy bé học chữ quốc ngữ và tiếng Tây. Thấm thoát sau mấy năm, bé lột xác thành cô bé dậy thì 17 tuổi, đẹp ngoan biết chữ. Năm đó, 1905, dịch hạch đen bỗng hoành hành trong vùng Trung Châu. Vợ công sứ Simoni chẳng may mắc dịch, chết giữa lúc bé mơn mởn như trái chín đầu cành. Bà mất chưa đầy tháng, thì một đêm bé bị bố nuôi làm nhục, khóc vùi đến sáng, rồi cách một ngày sau bỏ nhà trốn biệt. Simoni sai lính và nhân viên đi kiếm mấy ngày không thấy, bé Tí đi tàu thủy lên Hà Nội, đem một vali đồ vật dụng và tế nhuyễn gồm một số nữ trang và ngọc khá bộn của mẹ nuôi và tư trang riêng. Trên 1.000 đồng dành dụm 5-6 năm sẽ đủ nuôi sống bé vài năm nếu không ăn tiêu phung phí quá. Mấy tháng sau, Betty bắt đầu lâm vào cảnh túng thiếu. Nàng phải bán đôi xuyến cuối cùng để thanh toán tiền nhà hàng. Rồi một cứu tinh đến với nàng, viên quan ba Bune là chỉ huy một sư đoàn Bắc Phi đến tiêu diệt quân đề thám. Một lần khi Betty đang vận bộ đồ ngủ mỏng tang, Bune đẩy nhầm cửa phòng vào và sau đó xin lỗi rối rít. Trưa hôm sau, chờ nàng rời phòng, Bune sáp lại chào và mời nàng ăn trưa. Sau đó họ trở thành đôi tình nhân gắn bó. Nhưng do nhận được lệnh ở cấp trên, Bune phải lên vùng rừng núi Yên Thế đánh giặc, bị trúng đạn ở lưng và chết trên đường về Hà Nội. Mất đi nguồn trợ cấp, Betty lại lâm vào cảnh túng quẫn. Một hôm có viên quan Tây râu xồm tên Lastel tự nhận mình là chỉ huy của Bune. Betty sai người mang rượu lên đãi khách rồi mời lại ăn trưa. Trong bữa ăn, hai người trò chuyện mỗi lúc một thân và từ đó Betty cặp với Lastel, chỉ huy tỉnh đội Bắc Giang. Một hôm, Lastel gửi cho nàng một chiếc bình vôi bằng vàng nặng khoảng 5 kg và một cái ang men tàu cổ đoạt được trong cuộc hành quân. Bẵng đi một thời gian, không thấy tình nhân về Hà Nội, Betty dò la tin tức mới hay rằng Lastel đã chết do dịch tả. Thế là trời cho Betty số vàng vô chủ này. Cô dự định chuyển sang buôn bán kinh doanh, đổi nghề sống cuộc đời lương thiện hơn. Tiếc thay, số cô không phải số buôn bán nên cô bập vào một cuộc tình duyên mới. Lần này không phải quan quân mà là một doanh nhân giàu có, chủ một chuỗi mỏ vàng lớn nhất vịnh Bắc Bộ lúc bấy giờ, Jean Brugé. Gặp Betty y như bị sét đánh và cô nghiễm nhiên trở thành bà chủ mỏ vàng, được thừa hưởng một trong những dinh cơ to nhất Hà Thành thời bấy giờ. Thật ra tiền của Betty không chỉ mỗi Bouzé cung cấp mà còn có cả bạn của Bouzé. Một số bạn Tây cùng ở nhà hàng với bé trước ngày bé lấy Tây mỏ vàng, thấy chồng bé hay vắng nhà, bèn đến thăm, họ lại giới thiệu thêm một số bạn thân khác. Với tất cả 28 chồng liên tiếp, kể từ Bouzé đến cả trăm nhân tình lai dai suốt 36 năm vàng bóng, Betty đã vận dụng nhiều tiểu xảo gây ảo tưởng cho họ cô là người trung tình chỉ yêu có họ mà thôi. Và nếu họ chợt thấy một người đàn ông nào khác trong nhà cô, thì đó chỉ là bạn chồng rất thân đến chơi lúc cô đi vắng. Cô từng tâm sự với cô Tư Hồng rằng, bận tâm lớn nhất mỗi ngày là việc canh giờ như người bẻ ghi cho xe lửa khỏi đụng nhau. Mặc dù chu đáo từng chút nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma. Một hôm bé tiếp một viên quan năm vừa ra đến cửa, thì Tây mỏ vàng về đến nơi. Lần đầu bắt gặp quan binh Tây trong nhà đi ra, Bouzé nổi ghen và cắt đứt quan hệ. Về phía Betty, sau ngày bỏ chủ mỏ vàng trở thành một thiếu phụ xinh đẹp, tương đối tự do tiếp các nhân tình, không còn thấp thỏm nhiều như trước. Trong khoảng 7-8 năm đứt với Tây mỏ vàng, bé đã liên tiếp lấy thêm 3-4 chồng và thường xuyên có vài chục nhân tình lẻ. Hầu hết đều là quan binh, quan chức cao cấp và dân sự bự. Như thế mỗi tháng cô bé nếu muốn có thể tậu hai nhà lớn hoặc trên 20 mẫu ruộng hoặc hơn 300 lượng vàng, nói vàng để dễ hiểu giàu cỡ nào. Đến năm 1919, Tây mỏ vàng chết, bé Tí trở thành triệu phú thực sự, hơn tỷ phú thời bấy giờ trước năm 1974. Năm nàng tròn 30 tuổi, cô nổi tiếng là một đồng bóng lẫm liệt,
từ Bắc vào Trung, không đền to phủ lớn nào cô không đến hành hương. Các bà đồng quan đàn chị đều quý nể vì cô khéo xử và hào phóng. Cô có 4 dương lớn bằng gỗ bạch đàn, mặt ngoài sơn vẽ tứ linh, mặt trong để mộc thơm phức, đựng đầy khăn trầu, áo ngự thượng hảo hạng mà ít bà đồng bóng đương thời, kể cả các bà đồng quan có nổi 2 chiếc. Đặc biệt, khăn áo đều bằng nhiễu và gấm Thượng Hải, không mấy bà bóng thời đó đủ tiền mua sắm. Các nữ trang đều bằng ngọc và vàng, trong khi các bà khác chỉ có đồ giả, đồ mạ. Một dương khác đựng đồ hầu các ông lớn, ông hoàng, một đựng đồ chúa thượng ngàn. Ngoài ra, một giá gương bằng vàng 18K cao hơn 2 gang nguyên của một nữ hầu tước Pháp do một ông chồng Tây mua tặng cô trong một tiệm đồ cũ ở Marseille. Trong ngôi nhà Tây 2 tầng giữa phố Hàng Bạc, cô tôn điện thờ mẫu nguy nga chẳng kém ngôi đền. Một cung văn trẻ hát trầu trong điện có soạn một tập vè lục bát, ví tòa nhà Hàng Bạc như là động tiên. Không hiểu động tiên trên trời đẹp như thế nào, chứ động tiên Hàng Bạc thì thập phần lộng lẫy. Tòa nhà lớn bên ngoài bày biện đầy đồ cổ quý giá như ngọc ngà, đồng, sơn, sứ, từ thời Chu đến Thanh, trị giá thử thời đến bạc triệu. Bên cạnh tòa nhà là một sân ngổn ngang lồng, chuồng, nuôi đủ thứ cầm kỳ dị thú. Những ngày có đàn tam tứ phủ, tha thướt các bà hai bóng, khăn xanh áo đỏ chẳng khác nào động tiên hạ giới trong ánh đèn khói nhang và đàn hát nhã nhạc. Vì thế cô bé tí được thần thánh hóa là chúa tiên. Điều đáng buồn là nhiều đồ cổ quý giá trong số tài sản khổng lồ của Betty tại Hàng Bạc, trong một lần cô đi vắng, đã bị một số kẻ gian giả làm chính phủ Việt Minh ép quản gia ký giấy giao nhận với lý do trưng bày ở triển lãm quốc tế. Số đồ đó sau đó một đi không trở lại. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì xin hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Việt Anh, xin chào và hẹn gặp lại.